Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát hiện bãi chôn lấp rác thải công nghiệp trái phép tại Hải Dương. Mô hình nuôi gà Ai Cập đẻ trứng ở xã Hiền Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường. Học sinh trường chuyên Bắc Ninh với dự án xe lăn leo cầu thang điều khiển bằng cử chỉ đầu, giọng nói và điện thoại thông minh. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, làm chủ máy móc và công nghệ trong canh tác lúa, những nỗi lo về thiên tai dịch bệnh và cả sự bấp bênh về đầu ra sản phẩm không còn là nỗi trăn trở với hai vợ chồng người nông dân ở Thái Bình mà chúng tôi chia sẻ sau đây. Và từ câu chuyện này, quý vị cũng sẽ thấy khi ruộng đất được tích tụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, việc làm giàu từ cây lúa không hoàn toàn là khó. Thưa quý vị ạ, với một chiếc điện thoại rất là nhỏ trên tay anh Quang thôi nhưng mà lại rất là tiện lợi. Anh Quang có thể điều tiết nước vào trong ruộng một cách dễ dàng mà không mất công mất sức so với những phương pháp truyền thống như trước kia. Anh có thể cho biết là cái sự tiện lợi từ cái hệ thống điều hành nước vào ruộng thông qua điện thoại của mình không ạ? Hiệu quả hơn trước là mình ngồi nhà mình cũng điều khiển được, hoặc mình đi đâu công việc nào mình cũng điều khiển được ruộng. Tức là nước ở trên ruộng lúc nào nó cũng có, thì không bị khô. Lúc nào mà mình muốn chiết nước đi để cho ruộng cho nó khô đi thì là mình tự bơm ra được. Tích tụ được 15 hectare để canh tác. Vợ chồng anh Quang, chị Lanh ứng dụng 100% cơ giới hóa vào trong sản xuất, từ khâu làm đất cho tới khi thu hoạch. Áp dụng theo cái mô hình công nghệ cao như này thì thấy thuận lợi rất là nhiều, giảm bớt được rất nhiều cái chi phí ban đầu. Không chỉ đi đầu trong cơ giới hóa, anh Quang, chị Lanh liên kết ứng dụng các mô hình sản xuất lúa theo phương pháp bền vững. Vụ mùa 2017, anh chị thực hiện với diện tích 1 hectare. Qua thực tiễn cho thấy, mô hình đã góp phần giảm lượng khí CO2 dẫn đến phát thải khí nhà kính, giảm chi phí đầu tư, năng suất lúa cao hơn từ 8 đến 10% so với phương pháp truyền thống. Vụ xuân này, anh chị tiếp tục thực hiện phương pháp sản xuất lúa bền vững. Sau này mình sẽ tích tụ nhiều hơn và mình sẽ áp dụng như này thì nó rất là nhàn, nó không còn cực như trước nữa. Tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa và sản xuất. Những nông dân như vợ chồng anh Quang, chị Lanh đang làm chủ khoa học. Và từ ứng dụng khoa học, mảnh đất này sẽ trả công xứng đáng cho những người nông dân chăm chỉ bằng những mùa vàng bội thu. Trong mấy ngày gần đây, có nhiều thông tin su hào ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương không bán được. Người dân chặt vứt đầy đường, vị mương. Phóng viên thời sự đã xuống thực tế vùng trồng sau ở thôn Xuân Nẻo và Ôm Bế, xã Hưng Đạo để tìm hiểu. Hiện nay bà con nông dân xã Hưng Đạo đang thu hoạch rau su hào cuối vụ lứa thứ 3. Có gia đình thu lứa thứ 4 để giải phóng đất trồng dưa hấu và dưa lê. Theo bà con nông dân cho biết, ở đây bà con thường bán gốc non cho thương lái. Lứa rau này trung bình là 1,5 triệu đồng một sào từ trước Tết Nguyên đán. Có một số gia đình chưa bán và không bán được. Thời điểm này do thị trường miền Trung, Hà Nội, Hải Phòng nhu cầu thấp nên thương lái không tiêu thụ được và dừng không mua. Nhiều diện tích su hào thương lái đã mua quá lứa, củ to phình, nứt nên thương lái không thu hoạch. Vì vậy, để giải phóng đất trồng dưa và gieo cấy kịp thời vụ, bà con nông dân phá bỏ su hào. Nhiều thông tin đưa su hào đổ đầy vệ đường mương máng. Tuy nhiên, đây là hình ảnh phóng viên ghi lại là không nhiều. Có chỗ, người dân nuôi bò xin gom lại để làm thức ăn cho bò. Để đến trồng cây dưa thì nó vẫn còn một thời gian khoảng rất dài, cho nên là nhân dân vẫn tranh thủ trồng lứa thứ 3, thứ 4. Thế và như năm nay thì thương lái là dừng mua từ hôm 25 Tết. Do vậy là như năm ngoái thì thương lái mua đến 29 Tết. Năm nay thì thương lái dừng mua từ 25 Tết, do vậy là cái lượng su hào đã được bán thì thương lái dừng mua thì không bán được. Do vậy là khi đến ra riêng cộng với thời tiết ấm đẹp, do vậy là củ lớn rất nhanh. Thế và không có người mua thì đâm ra nó bị quá lứa, nó bị sượng. Do vậy là thương lái không mua và cũng trong dân thì cũng không có nhu cầu sử dụng nhiều. Mà bắt đầu từ hôm qua
thì thương lái đã bắt đầu mua với giá là được 500 đồng một củ. Một thực tế nữa là do su hào dễ trồng, nhanh được thu hoạch, bà con đã tận dụng trồng lứa thứ 3, thứ 4, trong khi đây là thời điểm thời tiết thuận lợi để sản xuất nhiều loại rau khác nhau, nguồn cung dồi dào nên đã dẫn tới tình trạng này. Vì vậy, bà con nông dân cần cân nhắc kỹ lưỡng khi gieo trồng từng loại rau củ vào từng thời điểm cho hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường. Là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu của xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, làm giàu từ mô hình nuôi gà Ai Cập đẻ trứng. Mỗi năm, gia đình ông Triệu Đình Tấn thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng. Trên diện tích gần 8.500m², ông Triệu Đình Tấn xây dựng chuồng nuôi gà khép kín, có hệ thống thông gió, hệ thống làm mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông. Hệ thống cho gà ăn, uống nước được thiết kế bán tự động, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Thời điểm này, ông Tấn đang nuôi 5.500 con gà Ai Cập, thu hoạch gần 5.000 quả trứng mỗi ngày với giá trị khoảng từ 13 đến 15 triệu đồng. Nhờ áp dụng tốt các biện pháp thú y phòng bệnh, nên năm nào gia đình ông Tấn cũng thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng từ nuôi gà đẻ trứng, góp phần phát triển ngành chăn nuôi của địa phương, giải quyết việc làm cho từ 3 đến 5 lao động với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng một người một tháng. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân ở thôn 3 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã tự nguyện hiến nhiều diện tích đất để mở rộng đường giao thông. Ngay sau khi chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các hộ dân hưởng ứng chủ trương xây dựng và mở rộng tuyến đường Dương Hữu Niên, đường trục chính của xã, gia đình ông Phan Văn Thực đã tự nguyện hiến gần 300m² đất thổ cư của gia đình. Mình trước đấy, cái đường đây nó bé lắm, mà đi lại thấy nó cũng khổ, dân đi lại thấy nó quá khổ. Nhưng mà cái chương trình chủ trương thì phát triển rộng ra thì tôi cũng hưởng. Ngoài gia đình ông Thực, còn có trên 380 hộ gia đình khác đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường. Nhiều gia đình hiến tới hàng trăm mét vuông đất thổ cư như hộ ông Trần Văn Trạc, ông Đào Khắc Trạm, ông Nguyễn Văn Triệu. Nhờ vậy, tuyến đường dài 1.800m trước đây chỉ rộng 5,5m, giờ đã được mở rộng thành 15m, trong đó mặt đường rộng 7,5m và hai bên vỉa hè rộng 7,5m được lắp đặt đường ống tiêu thoát nước. Năm 2018, tỉnh Hải Dương được Trung ương phân bổ 150,2 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, tăng 29,3 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, 107 tỷ đồng dành cho đầu tư phát triển, còn lại là vốn dành cho sự nghiệp. Trung ương cũng yêu cầu Hải Dương trong năm 2018 bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới bằng 1,5 lần so với vốn hỗ trợ của Trung ương, tương ứng với 225 tỷ đồng. Đến nay, chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả tích cực với tỷ lệ gần 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và hai đơn vị huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, là vùng đất có bề dày văn hóa lịch sử, thời gian qua công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa được huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định chú ý quan tâm. Trên địa bàn huyện Nam Định có trên 30 di tích lịch sử văn hóa được nhà nước xếp hạng, trong đó có 7 di tích cấp quốc gia, 28 di tích cấp tỉnh, tiêu biểu như chùa Cổ Lễ, thị trấn Cổ Lễ, đền chùa Cự Chữ, đền chùa Cổ Chất, xã Phương Định. Nhiều di tích có nguy cơ xuống cấp đã được bảo tồn tôn tạo đúng nguyên trạng, phát huy giá trị lịch sử truyền thống, đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân. Hàng năm, các xã thị trấn đều kiện toàn ban quản lý di tích, lập kế hoạch bảo vệ và quản lý di tích, đồng thời đề ra các giải pháp thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân tổ chức doanh nghiệp đóng góp kinh phí để tu bổ di tích. Với các di tích là chùa, thực hiện 3 phong trào về an ninh trật tự, Ban đại diện Phật giáo huyện đã vận động tăng ni tín đồ Phật tử, tăng cường đầu tư các thiết bị bảo vệ an toàn tài sản ở các ban quản lý di tích các địa phương, thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, từng bước khôi phục các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian gắn với lễ hội, với việc giáo dục truyền thống của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài năm gần đây, loại hình du lịch trải nghiệm đã bắt đầu xuất hiện và phát triển ở tỉnh Bắc Ninh, nhất là ở các địa phương có làng nghề truyền thống nổi tiếng và di sản văn hóa. Trong những năm qua, để đẩy mạnh loại hình du lịch văn hóa trải nghiệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã định hướng xây dựng các tour du lịch cho các đơn vị lữ hành trong tỉnh. Khi đến với các làng nghề truyền thống như làng tranh dân gian Đông Hồ, làng nghề Che Trúc Xuân Lai và một số làng quan họ gốc có mô hình câu lạc bộ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Tại các hộ gia đình có nghệ nhân làm nghề, Sở cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho nhiều người dân có thể biết tới, qua đó sẽ thu hút được nhiều lượt khách đến tham quan và du lịch tại đây. Để du lịch của tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, thu hút được nhiều lượt khách trong và ngoài nước, thì việc hỗ trợ các làng nghề truyền thống, các gia đình có nghệ nhân trong việc quảng bá hình ảnh thực sự rất cần thiết. Qua đó, không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập mà còn quảng bá được hình ảnh đẹp về không gian cũng như con người của vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc. Bên cạnh việc tích cực chuẩn bị về mặt nội dung chương trình đại hội, hiện nay ngành văn hóa thể thao Hưng Yên cũng đang tiến hành tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất tại sân vận động tỉnh để chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Các tốt thợ đang khẩn trương tu sửa lại hàng ghế ngồi tại các khán đài, lát lại đường vào tại cổng chính và các cổng phụ để đón hàng vạn lượt người trong những ngày diễn ra đại hội. Đồng thời, các công trình vệ sinh công cộng cũng được sửa chữa và nâng cấp khang trang sạch sẽ. Cơ sở vật chất chuẩn bị cho màn đồng diễn nghệ thuật, đặc biệt là màn biểu diễn bằng chữ 3D cũng đang đi tới giai đoạn hoàn thiện. Hệ thống đèn chiếu sáng và cơ sở vật chất phục vụ cho các môn thi đấu cũng được sửa chữa và tăng cường. Mọi công việc đang được tiến hành rất khẩn trương để kết thúc trước ngày 19 tháng 3, chuẩn bị cho giai đoạn hợp luyện các chương trình diễn ra tại đây. Thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương, từ đầu năm 2017, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Gia Lộc đã triển khai thí điểm tại trường mầm non Hoàng Tiểu và 100% các trường mầm non trong huyện. Sau gần một năm thực hiện, hầu hết các trường đã xây dựng môi trường giáo dục đầy đủ và giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Hơn một năm qua, các trường mầm non trong huyện Gia Lộc đã căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất trường lớp và vị trí địa lý của từng địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã căn cứ vào những đóng góp của giáo viên các trường rồi tổng hợp xây dựng thành những nội dung để thực hiện. Những trường mầm non tiêu biểu trong phong trào này là các trường mầm non Nhật Tân, Trùng Khánh, Hồng Hưng, Hoàng Diệu, Gia Xuyên. Bước đầu đã xây dựng được môi trường bên trong và bên ngoài lớp học theo đúng các yêu cầu đặt ra. Sau hơn một năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, 24 trường mầm non huyện Gia Lộc đã bố trí sắp xếp được không gian học và chơi phù hợp. Những góc lớp, góc chợ quê, khu trải nghiệm và thực hành ngoài trời ngày càng gần gũi quen thuộc với cuộc sống thực tế hàng ngày của trẻ. Vừa trở về từ cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018, dự án xe lăn leo cầu thang điều khiển bằng cử chỉ đầu, giọng nói và điện thoại thông minh của hai em học sinh Nguyễn Hữu Thành Đạt và Nguyễn Công Khánh, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, đã vượt qua hàng trăm dự án dự thi và là dự án duy nhất của tỉnh Bắc Ninh, giành giải nhất cuộc thi các tỉnh, khu vực phía Bắc. Từ ý tưởng ban đầu của em Nguyễn Hữu Thành Đạt, lớp 11, và Nguyễn Công Khánh, lớp 12 toán tin, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, với sự giúp đỡ hỗ trợ của các thầy cô giáo tổ toán tin và ban giám hiệu nhà trường, dự án xe lăn leo cầu thang điều khiển bằng cử chỉ đầu, giọng nói và điện thoại thông minh đã được tập trung nghiên cứu phát triển trên nền tảng dự án xe lăn điều khiển bằng cử chỉ đầu do học sinh trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh dự thi năm học trước. Điểm nổi bật khác biệt của dự án năm nay là đã khắc phục được một số nhược điểm những nghiên cứu chế tạo xe lăn dành cho người khuyết tật trước đó. Sản phẩm năm nay không chỉ dừng lại ở việc dùng cử chỉ đầu điều khiển mà còn có thể sử dụng giọng nói và điện thoại thông minh. Xe không chỉ vận hành trên mặt phẳng đường bộ mà còn có thể sử dụng leo cầu thang, có thể phục vụ đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người khuyết tật. Vì là chiếc xe lăn của em cũng là tính mới nhất là cái phần leo cầu thang. Nên là để cho chiếc xe được leo cầu thang thì chúng em đã phải thử nghiệm đi thử nghiệm lại từ các lấy bánh xích từ các năm trước đến lấy các bánh như kiểu có nhiều cạnh hơn để thử nghiệm. Thì sau 3 lần thử nghiệm thì chúng em có được kết quả là tạo ra cái bánh hình chữ thập như này. Xe lăn leo cầu thang điều khiển bằng cử chỉ của đầu, giọng nói, điện thoại thông minh được thiết kế sử dụng cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển. Đồng thời, tận dụng khả năng nhận dạng giọng nói của Google để tạo thêm một phương thức điều khiển bằng giọng nói thông qua ứng dụng được viết trên điện thoại thông minh. Thiết kế phần cơ khí giúp xe có thể leo được bậc thang là một trong 13 dự án giành giải nhất quốc gia sau thành công tại đấu trường quốc gia. Sản phẩm xe lăn leo cầu thang điều khiển bằng cử chỉ của đầu, giọng nói và điện thoại thông minh cũng nằm trong 13 giải nhất, sẽ tiếp tục được ban tổ chức cuộc thi chọn để thi đội tuyển dự thi quốc tế Internship năm 2018.
Với ý nghĩa thực tiễn và giá trị nhân văn dự án mang lại, hai em Nguyễn Hữu Thành Đạt và Nguyễn Công Khánh cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, thêm tính năng điều khiển, vận hành thông qua điều khiển bằng sóng não, đồng thời gắn thêm hệ thống định vị GPS và màn hình LCD thể hiện thông số của xe, phục vụ tốt hơn nhu cầu vận động chính đáng của người khuyết tật. Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chào mừng tháng thanh niên, với các hoạt động diễn ra sôi nổi, hào hứng và thu hút sự tham gia đông đảo của các đoàn viên thanh niên. Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy đã tổ chức tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 cho các em học sinh giỏi khối lớp 9. Tại đây các em đã tìm hiểu được những thông tin bổ ích về ngôi trường Trung học phổ thông chuyên duy nhất của tỉnh Ninh Bình, một địa chỉ đào tạo uy tín và chất lượng. Hàng năm có rất nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi, đặc biệt là học sinh giỏi quốc gia. Bên cạnh đó, đoàn trường đã tổ chức vinh danh 10 đoàn viên thanh niên tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động đoàn, cũng như có thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018. Các hoạt động trên đã để lại nhiều ấn tượng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khơi dậy được lòng nhiệt tình, khả năng sáng tạo trong học tập rèn luyện cho các đoàn viên thanh niên trong trường nói riêng và cho thế hệ trẻ nói chung. Với tinh thần nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định luôn phát triển. Thể hiện không chỉ qua số lượng đơn vị máu tiếp nhận được mà còn có nhiều cách làm hiệu quả, chuyên nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu. Trong năm học 2017-2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều đợt hiến máu nhân đạo với trên 1.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hiến trên 1.200 đơn vị máu. Bên cạnh đó, hội sinh viên nhà trường còn chỉ đạo đội thường trực hiến máu tình nguyện tham gia các chương trình do các đơn vị trong tỉnh phát động như tham gia đợt hiến máu chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chương trình Giọt hồng đầu xuân. Phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn thành phố Nam Định thành lập ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu trực tiếp cứu người trong những trường hợp cấp cứu. Mới đây tại Trung tâm Văn hóa huyện Mỹ Hào, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình lễ hội Xuân Hồng năm 2018. Tại buổi lễ đã thu hút gần 1.000 cán bộ nhân dân ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Hào đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, tích cực đăng ký tham gia hiến máu, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, quan tâm chăm sóc và có những hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với người tham gia hiến máu, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ hiến máu, tạo ngân hàng máu. Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Để hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và xử lý triệt để lượng rác còn tồn đọng sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, huyện Kim Bảng đã phát động đồng loạt các địa phương ra quân tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa cây cảnh. Các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã thị trấn đã chủ động huy động lực lượng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện ra quân quét dọn, thu gom rác, chăm sóc và trồng bổ sung hoa cây cảnh trên các trục đường giao thông, nơi công cộng, cơ quan, công sở. Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập 21 tổ công tác, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác đảm bảo an toàn. Trong đợt ra quân trước đó, Kim Bảng cũng đang huy động được hơn 8.000 người tham gia, thu gom xử lý hơn 45 tấn rác, chăm sóc gần 60 km đường hoa cây cảnh, trồng mới dặm tỉa hơn 25.000 m2 hoa các loại. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới. Trong mấy ngày qua, một số hộ dân ở khu vực ngoài đê sông Thái Bình thuộc thôn Đại Lã, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thi công xúc đất bãi sông đi san lấp đã phát hiện một điểm chôn lấp rác thải công nghiệp trái phép có diện tích và khối lượng rất lớn đang tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường sống và nguồn nước trên lưu vực sông. Theo người dân, rác thải công nghiệp này được chôn lấp từ nhiều năm qua. Bãi chôn lấp trái phép này có diện tích khoảng 2 hectare nằm sát bờ sông. Rác chôn có độ sâu từ 2 đến 4 mét, ước có khối lượng khoảng 50.000 mét khối. Tìm hiểu thực tế cho thấy rác thải ở đây chủ yếu là vụn vải, vụn da may mũ giày, rác thải xây dựng được thu gom ở các doanh nghiệp khu vực lân cận về chôn lấp.
lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cát thừa nhận rác ở đây được chôn lấp trái phép từ nhiều năm trước. Đối tượng thu gom thường đóng vào container, vận chuyển bằng ô tô, tổ chức chôn lấp vào ban đêm. Và hiện nay, đối tượng là chủ khu đất bãi này không còn làm ăn trên địa bàn và khu đất bãi này cũng đã được chuyển nhượng cho một hộ khác. Để giải quyết hậu quả của việc đổ rác thải công nghiệp trái phép này, các ngành chức năng cần sớm điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.